Mến chào quý anh chị, hôm nay em đang có mặt tại trung tâm của xã Phước Hội, huyện Đắk Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em lên cho quý anh chị một cái lô đất làm nhà vườn nghỉ dưỡng ha, hướng đông nam, gần biển Phước Hải và biển Lộc An nha quý anh chị. Thì cái lô đất cách đường nhựa này khoảng tầm vài chục mét thôi nha quý anh chị. Đi vào đây ha, đi vào đường bê tông này. Thì hướng này nè quý anh chị, hướng này là mình về biển Lộc An, đi về Hồ Tràm đây ha. Cách biển Lộc An đây khoảng tầm 7-8 phút đi xe thôi ha. Còn đi ra đây là hướng này ra biển Phước Hải. Mình cách biển Phước Hải khoảng tầm 4 km. 4 km thì đi khoảng tầm cũng 5-7 phút thôi nha quý anh chị. Ở đây thì khu dân cư đông đúc này. Mình đi ra đây là ra trường học Phước Hội, ra ủy ban Phước Hội đây ha. Khá là gần nha quý anh chị. Đi khoảng tầm hơn 1 km là đến rồi. Thì hôm nay em lên cho quý anh chị một cái lô đất là mặt tiền đường bê tông là 5m nha. Đường bê tông là ô tô thoải mái luôn nha quý anh chị. Đi vào đây, một lô đất tổng diện tích là 1.143 m², chủ đã lên là 100m thổ cư rồi, xây dựng tự do nha quý anh chị. Thì em cũng xin nói luôn là khi mình cái sản phẩm mình là trong này nha. Nhưng mà đầu đường đi vào là có cái mấy cái mộ đây nha quý anh chị. Mộ này là mấy cái mộ tộc ở đây thôi nha quý anh chị, chứ không phải là nghĩa trang ha. Em xin nói luôn, quý anh chị nào mà ngại phong thủy thì lướt qua ha. Mình xem lô khác. Còn quý anh chị nào mà không quan tâm về vấn đề đó thì xem hết video. Em gửi đến quý anh chị lô đất đây. Trên đất của mình là có nguyên căn nhà cấp 4 luôn nha. Có hai căn nhà cấp 4 luôn nha quý anh chị. Đây. Đó, ngay mặt tiền đường bê tông. Bê tông 5m luôn nha quý anh chị. Một cái lô đất cực kỳ đẹp luôn quý anh chị. Cho anh chị đầu tư hoặc là mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng ha. Đây. Đó, thì tổng diện tích của mình là 1.143 m². Bám mặt tiền đường từ cái mí này, đây. Từ cái mí bê tông này, đây ha. Từ cái mí nhà cấp 4 này, từ cái cây sồi này nha. Đó, chạy dài vô sâu trong này. Đó. Là 30m mặt tiền đường nha quý anh chị. Một cái lô đất sâu vào trong là 40m nha. Đây là đường đá nha quý anh chị. Đường đá 5m nha. Đây là vào khu dân cư trong này. Đây mình qua hết cái chuồng bò luôn nè. Chủ đã đo rành cắm móc hết rồi đây. Tới ngày mí này nha, đủ này nha. Là 30m mặt tiền đường. Sâu vào trong là 40m nha quý anh chị. 40m. Một cạnh là 20m. Đất phủ hồng toàn bộ. Chủ đã lên 100m thổ cư rồi mà giá chỉ có 2,2 tỷ thôi. Thuộc xã Phước Hội, huyện Đắk Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đất của mình là quay về hướng đông nam ha, cực kỳ mát mẻ. Kế bên mình đây người ta làm cái nhà máy Thái khá là lớn luôn quý chị, bên hông cái lô đất mình luôn. Đây. Nhà máy Thái bên này nè. Trên đất của mình là có hai căn nhà cấp 4 cũ nha và một cái chuồng bò. Chủ nói chung là bể nợ quá nên là cần phải bán gấp nha. Đây, kế bên mình có nhà máy Thái khá là lớn luôn nè. Nhà máy Thái này cũng quay về hướng đông nam. Quay về hướng này luôn ha. Quay về hướng đông nam luôn nha. Mình nằm ngay góc ngã ba, đường bê tông 5m, ô tô vào tới nơi. Trên đất mình có nhà cấp 4, mình từ cái cục điện này qua bên kia ha. 30m mặt tiền đường. Anh chị quan tâm thì inbox cho em. Thuộc xã Phước Hội, huyện Đắk Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Em xin nói lại tổng diện tích nha. 1.143 m², 100 thổ cư, giá chỉ có 2,2 tỷ thôi. Rồi để em quay cái sổ và soi quy hoạch chúng chị xem. Gần biển Phước Hải luôn nha. Và đây là cái sổ của mình quý vị ha. Lô đất số là 311 tờ bản đồ 13, địa chỉ xã Phước Hội, huyện Đắk Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 1.143 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 100m thổ cư xây dựng tự do, còn lại các năm khác ha, thời hạn đất ở lâu dài. Và đây là cái thửa của mình. Đất của mình là quay về hướng đông nam ha. Mặt tiền đường bê tông là 30m. Để em so với hạt chúng mình xem. Nào quý anh chị, 30m mặt tiền đường bê tông ha. Đất của mình là phủ hồng toàn bộ nha. Cạnh này là 43m nha quý anh chị. Cạnh này là 18m ha. Cạnh ngắn nhất này là 18m nha quý anh chị. Còn cái đoạn phía sau này là ngang là 20m là dài nha. Phía sau này 20m cái đoạn này. Thì anh chị nào quan tâm cái sản phẩm lô đất này,
hướng đông nam gần biển Phước Hải thì inbox cho em, rất thích hợp làm nhà vườn nghỉ dưỡng nha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like đăng ký kênh nha quý anh chị.